Dạ, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Lại là trái nữa các bạn chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 các bạn chị. Đây là bệnh viện Nhi Đức của Kiến An, thành phố Hải Phòng các bạn chị. Chiến này trái hẳn luôn có bệnh viện Nhi ở thành phố Hải Phòng luôn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 5 ha. Và trái giờ này là cũng khoảng gần 13 giờ chiều các bạn chị. Là cái bệnh viện Nhi Đức ở Kiến An, thành phố Hải Phòng các bạn chị. Video này là em được những anh em ở ngoài Hải Phòng gửi về cho em để em đăng các bạn chị. Chết rồi. Ôi giời ơi, cháy ở bệnh viện Nhi Đức này. Đi bố bé, bố bé. Bé ra đây mà, đi nói này. Ở đây thôi mà. Đi, làm đi. Hình như cháy cái gì bên trong kia nó đang khói ra kìa. Nó nổ điều hòa hay nổ cái gì mà cứ bùm bùm ấy. Bùm như bom ấy. Trên kia có người có ai bị làm sao không?
cháy ở Nhi Đức nha các bác nhá. Đang cháy ở bệnh viện. Cháy ở bệnh viện Nhi Đức. Rồi dập sắp được rồi. Đen xì rồi. Rồi là bình yên rồi. Khu này là khu khám bệnh gì ạ? Cái chỗ này là chỗ khám bệnh đấy. Nhưng mà may có hôm nay ngày lễ nên là ít người lắm. Cháy ở bệnh viện nhá. Cháy ở viện Nhi. Ô còn bên kia vẫn còn cháy kìa, mặt kia vẫn cháy kìa. Đầu tiên là cháy ở cái đoạn chỗ cây ATM đấy, xong rồi bắt đầu nó lan lên hết. Nóng vã mồ hôi. Nhưng mà nó nổ cái gì đúng không? Em có thấy nổ bùm bụp cả. Chắc mấy cái điều hòa. Ga điều hòa. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi. Cái gì nhỉ? Ngày lễ là cháu phải đi chữa lành. Đây mới gọi là chữa lành. Nhưng mà sợ lắm. Bây giờ này còn tiêm truyền này còn các thứ lắm bác Hà. Bây giờ cháy này sợ điện đóm này không biết nè. Mình thì khỏe thì không sao, những cái người mà thở máy hay những cái người mà phải liên quan đến điện ấy. Ôi giời cháy chán này, bây giờ bắt đầu cứu hỏa mới tới. Đây ra ngắm mấy anh cứu hỏa cái đã. Đang cứu hộ đang cầm. Hai con em đứng. Đầu tiên là cháy ở cái chỗ cây ATM đây kìa. Dã man. Đây, cho các bác xem người nhá. Người xem cháy. Mọi người đều phát, đều xem hết. Không phải một mình em hóng đâu. Mọi người đều hóng hết. Kể cả người đang tiêm truyền cũng phải đi hóng. Cái này là phải kiểu như mình phải tự cứu mình đấy, chứ còn chờ cứu hỏa nghe cũng hơi lâu. Nhưng mà may là hôm nay là ngoài cổng người ta nghỉ, người ta bán ít rồi đấy, chứ ngoài cổng mà bán nhiều là cứu hỏa đến là chết ốm nữa cơ, lại còn phải dẹp đường cho cứu hỏa nữa cơ. Ôi dồi, đang ở trên tầng 4 mà nghe cháy cái phải chạy bộ xuống, không dám chạy thang máy. Chạy bộ ở đang ở trên tầng 4 là phải nghe thấy cháy cái chạy bộ xuống, mà lúc mới xuống là đang cháy ở chỗ cây ATM kia thôi.
chắc nó cháy cái điều hòa của cây ATM ấy sao, mà nó cháy nha nan nhanh thật, nó cứ nổ bụp bụp ấy. Ở bệnh viện Nhi Đức đấy cô Chín ạ. À, đã nóng này còn cháy, mà bây giờ cháy thế này sợ không có điện mà dùng. Chắc là không có đâu chị Hải ạ, chắc là không có thương vong đâu, tại vì nó cháy ở chỗ cây ATM đấy, mà cái khoa này là khoa khám bệnh, hôm nay cũng vắng người. Chắc là ấy một cái thì người ta chạy ra luôn mà. Em lúc mà em ở trên tầng 4 em chạy xuống là cây ATM mới đang cháy, xong bắt đầu nó mới nổ, nó mới lan ra. Ôm con chạy từ tầng 4 chạy xuống. Đấy, đau quá. Đây. Đây. Vẫn còn khói lắm. Cầm sổ khám bệnh làm gì nữa, còn bác sĩ nó còn có sổ. Em chỉ cầm mỗi con đấy thôi. Nói chung là nó không ấy, nhưng mà nó nổ, nó bắn đi. Em run mà em chạy từ tầng 4 xuống, em bế mỗi thằng con đi xuống. Cô Nan ơi, cháy ở bệnh viện Nhi Đức cô Nan ạ. Bác Hà có bị thêm phí không? Cháy. Tự nhiên nó cháy là mình lại mất thêm tiền à? Đã tiền thuốc còn thêm tiền cháy à? Đấy. Đây kia các anh lính cứu hỏa đã lên đến nơi. Nhưng mà vòi của anh lính cứu hỏa nó hơi kém, hơi yếu một tí. Không bằng vòi của anh bảo vệ. Vòi của anh bảo vệ khỏe hơn. Sợ cháy như này, sợ các máy móc thiết bị bên trong chưa kịp sơ tán đấy. Thế là bị thiệt hại về tiền thì chắc là thiệt hại nhiều. Rồi xong, cháy tổ chim rồi, cháy tổ chim bồ câu rồi. À, chim. Là tí nó trèo lên đấy xem có con chim quay nào. Biết đâu lên đấy tí nó có chim quay thì ra lại được ăn chưa? Bay hết rồi, nó bay hết rồi. Nhưng mà mấy con mà trèo cao như thế nào cũng biết bay chứ, không biết bộ đâu. À chim nghe rồi, à chim đang bay rồi. Sự cố này là các bác sĩ mà đang được đi chữa lành là cũng phải quay về để khắc phục sự cố này. Ôi, chào các bác nhá, cháy xong rồi. Hết cháy rồi. Đây, thanh niên đi hỏng cháy đây. Thôi hết cháy rồi nhá.
chào các bác nhá.